Đội tuyển quốc gia Dortmund đã có được chiến thắng quan trọng trước Union Berlin. Họ cũng có quãng nghỉ cần thiết để các trụ cột có thể nghỉ xả hơi trước khi có các trận đấu quan trọng tiếp theo. Dortmund lúc này đang có vị trí thứ tư tại Bundesliga. Nhưng điều làm họ gặp khó khăn lại đến từ việc giữa tuần tới thầy trò Edin Terzic sẽ phải làm khách tại Newcastle tại vòng bảng Champions League. Ở đấu trường đó, Dortmund mới chỉ giành được một điểm sau hai lượt trận. Họ cũng rơi vào bảng tử thần cùng PSG, Newcastle và AC Milan. Nó sẽ khiến cho Dortmund gặp nhiều khó khăn vào thời điểm này. Tuy vậy, Dortmund sẽ có cơ hội lên dây cót tinh thần trước đại chiến khi vòng này chỉ phải gặp Bremen, đội vừa thua 2 trận liên tiếp vừa qua và thua 5 trên 7 trận kể từ khi mùa giải 2023-2024 bắt đầu. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-1 3/4, Dortmund được đánh giá rất cao ở trận đấu này với mức chấp lên tới 1-3/4. Dortmund thực sự đáng tin cậy với mức chấp này. Họ thắng cả 6 trận đối đầu vừa qua trước Bremen, 3 trận thắng cách biệt trên 1 bàn. Chọn Dortmund cả trận, soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 3-3/4, đã có tới 12 bàn thắng được ghi bàn sau 3 trận vừa qua giữa hai đội, 2 trận có nhiều hơn 3 bàn. Với kèo tài xỉu 3-3/4, khả năng tưng bừng bàn thắng cũng tương đối cao. Chọn tài cả trận.